Đúng rồi, xin kính chào quý khách. Bây giờ đang là buổi tối 18 giờ 10 phút ngày 16 tháng 12 năm 2016. Video clip quý vị đang xem được chúng tôi quay trực tiếp tại cơ sở 2 đường Võ Thành Luân, số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Đây là chiếc đồng hồ mẫu Hoa Lan Tây. Cao thì đất lên ngọn là 1m 2m 10 phân. Ba trần đế rất là rộng. Và chiếc này chúng tôi đã chuẩn bị bàn giao cho khách hàng ở Hào Khê, Cát Bi, Hải Phòng, cách đầu Thành Luân khoảng 2 km, cách đầu Thành Luân tại cơ sở 2 khoảng 2 km. Và đây là chiếc đồng hồ này, chúng tôi quay chi tiết cho quý vị xem. Do thời tiết bây giờ tối thì chúng tôi vẫn đang rất là triển khai công việc hàng ngày. Hôm nay ngày rất là đẹp, chúng tôi giao thì sáng rất nhiều hoa tại cơ sở 2 cũng như cơ sở 1 rồi. Đây là chiếc đồng hồ mẫu Hoa Lan Tây, cao từ đất lên ngọn. Ấy ơi, Lưu ơi, đo anh cao từ đất lên bao nhiêu? Công nhân chúng tôi một ngày làm việc rất là mệt nhọc, đã chuẩn bị nghỉ ngơi. Đo từ đất lên giữ, một ngày giữ. Cao bao nhiêu? 21, 2m07 phân. Chiều rộng nhất là chân bao nhiêu? Rộng nhất là chân. Cái đồng hồ chiều cao này gọi là 21. Đằng sau, đo đằng sau. Và chiều rộng của nó là 91 phân, chiều to nhất. Để quý khách có thể dùng. Video clip quý vị đang xem là chúng tôi quay trực tiếp tại cơ sở 2 đường Võ Thành Luân, là số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Và quý vị có thể liên hệ qua chúng tôi qua tại hai cơ sở là Hà Nội và Hải Phòng. Hà Nội là khu cây xăng Tân Dân, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, và tại Hải Phòng là số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Và đối với luôn xin trân trọng cảm ơn quý khách và xin kính chào quý khách trong những video clip. Xin kính chào quý khách và xin hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau. Bây giờ cho xin lỗi đi. Tháo qua lắc. Bây giờ chúng tôi chuẩn bị tháo con lắc để cho lên xe. Ở trong thành phố chúng tôi chỉ đi xe xích lô và các ngõ ngách rất là tiện. Hả? Cho ngoài. Tháo ra. Dây nhá. Lấy kìm bẻ cái dây đi vào đi cho nó ấy này. Nó gọi tụt dây này. Dây nhá. Bẻ kìm, lấy kìm bẻ nó vào. Tụt kìm nó bẻ nó vào tí. Kim lấy kim bẻ vào.